Chiến lược Content Marketing đỉnh cao, chinh phục mọi khách hàng. Khi bạn phát triển chiến lược nội dung, sẽ có một số câu hỏi bạn cần phải trả lời. 1. Ai sẽ đọc nội dung của bạn? Đối tượng mục tiêu cho nội dung của bạn là ai? Bạn đang tạo nội dung cho bao nhiêu khán giả? Cũng giống như doanh nghiệp của bạn có thể có nhiều loại khách hàng, chiến lược nội dung của bạn có thể phục vụ cho nhiều loại người đọc hoặc người xem. Sử dụng nhiều loại nội dung và kênh khác nhau sẽ giúp bạn cung cấp nội dung khác nhau cho từng loại khán giả mà bạn có trong tâm trí và thu hút các loại đối tác mà công ty của bạn hợp tác kinh doanh cùng. 2. Bạn sẽ giải quyết vấn đề gì cho các khách hàng của mình? Lý tưởng nhất là sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn giải quyết được vấn đề mà bạn biết là đối tượng của mình gặp phải. Tương tự, nội dung của bạn giới thiệu và hướng khán giả của công ty vượt qua vấn đề pain point này khi khách hàng bắt đầu xác định được và tìm cách giải quyết nó. Chiến lược nội dung hợp lý sẽ giúp hỗ trợ mọi người ở cả hai phía của sản phẩm của bạn, những người vẫn chưa tìm ra những thách thức chính của họ và những người đã và đang sử dụng sản phẩm của bạn để vượt qua những thách thức này. Nội dung của bạn sẽ củng cố các giải pháp bạn đang cung cấp và làm cho khách hàng của bạn trở thành người dùng trung thành đối với sản phẩm của bạn. 3. Điều gì khiến bạn trở nên độc đáo? Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể có một sản phẩm tương tự như của bạn. Điều đó có nghĩa là khách hàng tiềm năng của bạn cần biết điều gì làm cho sản phẩm của bạn tốt hơn hoặc ít nhất là khác biệt. Đây là lúc nội dung xuất hiện và gây ấn tượng với khách hàng. Để chứng minh với khách hàng lý do tại sao sản phẩm của bạn đáng mua, bạn cần đưa ra lý do tại sao họ cần phải lắng nghe bạn, phải bỏ thời gian ra cho bạn. 4. Bạn sẽ tập trung vào những định dạng nội dung nào? Nội dung của bạn sẽ có những dạng nào? Đồ họa thông tin, video, bài đăng trên blog. Sau khi xác định các chủ đề bạn muốn triển khai, bạn sẽ cần phải xác định định dạng ngân sách để có thể thể hiện tốt nhất các định dạng nội dung đó. 5. Bạn sẽ xuất bản trên những kênh nào? Cũng giống như bạn có thể tạo nội dung ở các định dạng khác nhau, bạn cũng sẽ có các kênh khác nhau mà bạn có thể xuất bản. Các kênh có thể bao gồm các tài sản được sở hữu, chẳng hạn như trang web và blog của bạn, và các thuộc tính truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook và Twitter. Chúng ta sẽ nói thêm về chiến lược nội dung trên mạng xã hội trong hướng dẫn từng bước ở phần sau của bài viết này. 6. Bạn sẽ quản lý việc tạo và xuất bản nội dung như thế nào? Tìm ra cách bạn sẽ tạo và xuất bản tất cả nội dung của mình có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Điều quan trọng đối với một chiến lược nội dung là biết ai đang tạo ra cái gì, nơi nó được xuất bản và khi nào nó được phát hành. Các chiến lược nội dung ngày nay ngăn chặn sự lộn xộn bằng cách quản lý nội dung theo các chủ đề. Khi lập kế hoạch cho lịch biên tập nội dung xoay quanh các chủ đề, bạn có thể dễ dàng hình dung thông điệp của công ty và khẳng định vị thế của mình trên thị trường theo thời gian. Tại sao cần lập chiến lược nội dung khi lập chiến lược marketing? Tiếp thị nội dung giúp các doanh nghiệp chuẩn bị và lập kế hoạch cho các nguồn lưu lượng truy cập trang web và khách hàng tiềm năng mới đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí. Nếu bạn chỉ có thể tạo một bài đăng trên blog nhận được lượng truy cập không phải trả tiền ổn định, thì một liên kết được nhúng tới sách điện tử hoặc công cụ miễn phí sẽ tiếp tục tạo khách hàng tiềm năng cho bạn theo thời gian, rất lâu sau khi bạn nhấp vào xuất bản. Nguồn lưu lượng truy cập và khách hàng tiềm năng đáng tin cậy từ nội dung thường xuyên của bạn sẽ cho phép bạn linh hoạt thử nghiệm các chiến thuật tiếp thị khác để tạo doanh thu, chẳng hạn như nội dung được tài trợ, quảng cáo trên mạng xã hội và nội dung được phân phối. Ngoài ra, nội dung của bạn sẽ không chỉ giúp thu hút khách hàng tiềm năng, nó còn giúp giáo dục khách hàng mục tiêu tiềm năng và tạo nhận diện cho thương hiệu của bạn. Theo trường doanh nhân HBR, chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé!